Vâng, em Chiến mình chào tất cả các bác mọi miền Tổ quốc nha. Nè, hàng về cuối tuần đó là một con một Denon 890D, là một model rất là hot của Denon. Hàng nội địa Nhật xịn nha các bác. Model đó nó có hai phiên bản, một bản ở thị trường Trung Quốc là nó có hai cầu và đó bản nó sẽ rỉ hơn. Cái bản nó thường thường xuất hiện ở những ngoài Bắc rất là nhiều. Còn bản nội địa Nhật thì nó luôn đắt hơn 3 đến 4 triệu nha các bác. Và trước mắt các bác đó là con Denon 890D hàng nội địa gia băng 100V nha. Giá rất là tốt cho các bác, đó là 17.500.000, hạt đẹp long lanh luôn. Là đối tác của những dòng loa cứng đầu như là những dòng loa Nhật, Pioneer, Sansui, Onkyo, Diatom, v.v. Bass 3040, 890D tiếng rất là lực và tích hợp bộ giải mã DAC để các bác nghe nhạc màu nha. Và điểm nhấn ở đây là con Sansui 7070 tiếp tục em về. Hàng đó bay về, đẹp ống ánh 7 màu, đẹp long lanh không tì vết nha, không điểm trừ. Và 7 bộ Mixua OLX B4 Beta 58A, giá là 10 triệu một bộ nha các bác, bao gồm pin sạc. Bác nào không lấy pin sạc thì trừ ra 300.000. Còn full phụ kiện là 10 triệu nha các bác, chỉ còn đủ em bớt 100.000. Còn đối với hai con Omni là nếu chỉ còn đủ em bớt 200.000, giá bao gồm phí ship, hàng tuyển lựa kỹ lưỡng, bên em tuyển hàng đẹp hết nha các bác. Tất cả bao ship tuyệt đối. Và đây là con 890D. 890D là đàn anh của 780D và 880D. Rất là mới và giá cực kỳ đẹp cho các bác luôn, là 17.500.000. Chỉ có một em duy nhất thôi nha. Rất là mới nha các bác, tích hợp bộ dây mã DAC đánh hai cầu loa. Nếu các bác nào đang chơi loa boss thì cũng không nên bỏ qua những model này, 890D. Optical Class A. Đây rất là mới nha các bác. Long lanh luôn nha. Máy chắc bãi về nên nhìn các bác nhìn rất là nét. Giá 17.500.000. Cọc tiền thì cọc khoảng 2 triệu là em ship hàng nha, chỉ còn đủ là bớt 200 là còn 17.300.000. Họ đi đến những phòng phẩm hot của Sansui. Sansui 7070. 4 cầu điện, công suất là 270W, maximum lên tới 400W. Dòng này thì nghi hay bày đẹp, kiếp hầu hết các dòng loa 7070 rất là nổi tiếng rồi nha các bác. Cơ bản là em nó đẹp, không có điểm trừ. Con này sexy 7 màu nha. 24.500.000. 24.500.000 nha các bác. Đây này các bác thấy đồ đẹp này. Phía sau anten và trạm loa, nó đánh hai cầu loa nha các bác, đánh hai cầu loa. Bác nào lấy thì liên hệ cho em nha. Sansui 7070 24.500.000. Và đã đến những bộ Mixua Sua OLX B4 Beta 58A. Đợt này về được 7 bộ nha. Hoa hậu hết nha các bác, toàn hoa hậu nha. Một bộ là gồm một đầu thu và một tay mic, đặc trưng của dòng Mixua rồi. Và những dòng mic cao cấp thì cả nổi tiếng thế giới như Sennheiser họ cũng thiết kế như thế này. Đấy. Đó là công nghệ cũng như hiệu quả chống nhiễu và tối ưu hóa hiệu quả của mic khác của Mixua. Đây là 7 tay mic Beta 58A nha. Tay nào cũng đẹp long lanh nha các bác. Giá là 10 triệu một bộ nha. Đấy. Cái đây là họ bên nước ngoài này, họ dán em đây đi. Họ trên cái đầu thu họ sẽ dán cái mic 11, họ để họ phôi lộn các bác. Đấy. Pin sạc và phụ kiện đầy đủ, bao da đầy đủ nha các bác. Đấy. Tay nào cũng đẹp long lanh hết nha. Họ là cực kỳ xuất sắc. Giá là 10 triệu một bộ nha các bác. OLX B4 Beta 58A. Các bác nào lấy đầu SM58 thì giá là 8.500.000. Còn đầu Beta 58A này đây là sáng nay về, ngày về chiều nay cuối tuần này về 7 bộ này. 7 bộ là gồm 7 tai mic và 7 đầu thu. OLX B4 nha các bác. Rồi, 10 triệu một bộ nha các bác. Rồi, thì cuối tuần thì lên về được những sản phẩm như trên. Còn 890D 17.500.000, giá rất là tốt. Và 7070 thì giá nó vẫn vậy thôi quá. Dòng này nó hot rồi. Bây giờ nó những con này săn lùng rất là nhiều nên là hiếm hàng. Giá nó vẫn dao động 245. Còn Mixua thì đợt này có tăng vài trăm nữa quá. Mọi chi tiết mua xem sản phẩm các bác liên hệ cho em qua hai số điện thoại 0978338142 hay là 0965772727 nha.